Em xin kính chào tất cả cô chú anh chị và các bạn đang có mặt ở kênh của em. Thì hiện tại em đang có mặt ở dưới thị xã. Hôm nay thì em cũng đi học trên đường về, thì giờ em vòng ở đây em quay cho cô chú, chia sẻ cho cô chú anh chị về một những cái con đường nhỏ nhỏ bên đây. Cái con đường em vừa quẹo vô là con đường vào ngay chỗ công ty thuốc lá Bến Tre á cô chú. Ở đằng sau thì có con đường tên là đường Sân Bia gì đó, em cũng không biết nữa. Em đi theo một cái con đường nhỏ này, tại hồi bữa em có đi vô đây em khám phá thử một lần, thì em có thấy có ngoài đây có một cái con đường nhỏ nhỏ. Hôm nay quay trở lại chia sẻ cho cô chú anh chị và các bạn cùng xem. Hôm nay là buổi chiều, bây giờ là chắc khoảng 4:50, 5 giờ gì đó. Hôm nay là thứ năm hay gì chú. Để em coi coi. Ngoài này là thứ năm ngày 22 tháng 8 rồi chú. 4:50. Hôm qua cái con đường này em quay thử. Bữa em đi vô đây thì em thấy ngay đây có một cái cống mà. Con đường này nhìn cũng đẹp. Hai bên con đường cách nhau bởi một cái con kênh. Và cái con đường ở bên phía bên kia thì vẫn chưa làm xong hay gì đó cô chú. Em thấy bên kia vẫn còn đang đổ đá. Những cái phần mà không có làm đường á, cái lề thì ở đây mấy cô chú ở đây trồng cỏ. Hôm nay em dẫn cô chú đi khám phá thử mấy cái con đường ở dưới đây. Em cũng sẵn tiện em cũng đi cho biết, chứ em cũng chưa có đi bao giờ, em cũng không biết đường nữa. Trong đây nhà lớn lớn không cô chú, nhà đẹp đẹp không ạ. Trên ở bên đây thì bị bí lại hay sao không chứ? Em thấy nước xanh lè, ở dưới đây cá đồ cũng rất là nhiều, em thấy cá quá trời. Như là ở dưới đây có mấy chú, mấy cô chú ở đây cộng cá hay sao. Em thấy có người bắt cây cầu qua nữa. Cạnh những cái nhà đẹp đẹp thì cũng có mấy căn nhà bị bỏ hoang. Thứ ra con đường này cũng dài ghế cô chú. Nó cặp song song với đường lộ chính ở ngoài á. Đường Đồng Khởi. Khu này em thấy tính ra cũng đẹp mà bị có mấy căn em thấy là mấy cô chú ở đây bỏ hoang luôn, làm như cái kho vậy, cái kho chứa củi vậy, em thấy vậy. Ở đây thì là một cái hẻm nhỏ em vừa quẹo vô. Bên đây thì
cái hẻm này thì chỉ vừa hai chiếc xe máy đi lọt thôi cô chú, hai chiếc xe máy đi ngược chiều với nhau. Có những cái căn nhà mà nước ngập luôn cô chú, nước ngập mà không thoát nước được luôn. Nay đi vô đây khám phá thì sẵn chia sẻ với cô chú luôn, mời cô chú cùng đi khám phá với em luôn. Khu này lần đầu em cũng đi vô tới, em cũng không biết gì trong đây hết á, em cứ chạy đại thôi, đi không được thì hồi mình vòng ngược ra, ngược ra cái đường hồi nãy mình chạy thì nó sẽ quay trở lại cái con đường cũ, hoặc là coi mở cái điện thoại lên coi bản đồ. Trong đây thì có mấy chỗ như cánh đồng luôn cô chú, khúc này thì nhà xa xa nhau không ạ. Hôm nay có hàng cây soi nhái nhìn cũng đẹp ghê này cô chú, đang nở vàng nguyên một cái đoạn đường này luôn. Vô tới đây là như vô vườn người ta luôn rồi cô chú, như vô đường vườn vậy á. Cũng là ở trung tâm nhưng mà chỗ này thì nhà cửa mấy cô chú nằm ở xa nhau, giống cái khúc ở trên em vậy á. Khúc của trên em thì nhà cũng gần gần không ạ. Đoạn này trồng dừa nhìn nó mát ghê hết cô chú. Phía trước có cái ngã ba, em thấy có cái ngã ba thì chắc là em sẽ rẽ phải. Em không biết chỗ này là ở đâu luôn. Chỗ này không biết là đang ở ấp nào luôn. Thì em thấy có một cái con đường cũng lớn lớn, em sẽ rẽ vào, rẽ phải. Đây là đường lớn rồi chú ơi. À em biết chỗ này rồi, chỗ này bữa em đi phỏng vấn đi làm nè. Đúng rồi, đường này Hữu Định rồi cô chú ơi, hình như chỗ này là Hữu Định thì phải.
Hồi bữa em đi phỏng vấn đi làm ở công ty dưới đây nè, nhưng mà em không có làm, em không có nhận việc. Ở đây có cái bữa tiệc, dưới đây mấy cô chú ở đây mở nhạc lên ca hát. Bên trái em thì là một cái con kênh, mấy nhà ở của cô chú ở bên kia. Cái anh thì muốn qua bên đây thì đa số là nhà nào em thấy cũng có cây cầu để bắt qua hết, chứ bên kia không có cái đường, không có đường cặp theo con kênh như bên đây. Con đường này thì cũng bự thôi chú, cỡ con đường trên nhà em. Hai chiếc ô tô đi lọt. Con đường này cũng đi lớn hơn đường nhà em nữa. Thì video chia sẻ của em cũng xin phép là dừng ở đây. Thì cũng cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm và theo dõi kênh của em. Xin chào, hẹn gặp lại cô chú anh chị vào những video tiếp theo. Video chia sẻ về những cái con đường ở dưới quê em.